Aqua Brighi sản phẩm chuyên trị nội ngoại ký sinh trên cá. Công dụng: 1. Diệt các loại giun tròn ký sinh trong ruột cá, trong ống dẫn mật, gây tắc ống mật, tắc ruột và vàng da. 2. Diệt các loại ấu trùng của sán dây, ấu trùng sán lá, các loại ngoại ký sinh bám ở thân và mang cá như sán lá 16 mốc, sán lá 18 mốc gây triệu chứng nổi đầu, treo râu và mang nhiều nhớt. Hướng dẫn sử dụng: 1. Trong phòng bệnh, dùng 1kg trên 15 đến 20 tấn cá, ăn liên tục 3 ngày và giảm 20% lượng thức ăn, định kỳ 25 đến 30 ngày một lần, giúp giảm mật độ ký sinh bám trong và ngoài cơ thể cá. 2. Đối với trị bệnh, dùng 1kg trên 10 tấn cá ăn liên tục 3 ngày và giảm 30% lượng thức ăn. 3. Trường hợp cá thịt bị nhiễm kháng sinh, dùng 2kg Aqua Brighi cộng 1 lít rượu C30 cho 5 tấn cá, ăn 3 đến 5 ngày liên tục. Lưu ý, nên ngưng sử dụng thuốc 3 ngày trước khi thu hoạch. Liều dùng có thể thay đổi tùy vào tình trạng của ao nuôi. Hãy đăng ký kênh YouTube Hành Trình Nuôi Tôm Duy Trần để luôn cập nhật được nhiều thông tin mới nhất. Chúc quý khách hàng một vụ mùa thành công!